Alo alo, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Bin 63 nhé. Kênh làm về game máy 68. Ok, thì với số 462 triệu này mình sẽ hướng dẫn anh em lên cầu, bắt cầu để làm sao mà chúng ta có thể có được cái số vốn, số tiền lãi ngon nhất nha. Ok, thì hiện tại là nó đang, mình vừa check cầu xong ấy, thì game này khả năng cầu này khả năng sẽ về tài, nhưng tay này mình sẽ đánh mình không đánh tay này, mình thả thử để một tái thôi, mình không đánh. Hôm nay mình ra mình check, mình chào hỏi anh em cái. Ok, như anh em thấy 8 8 5 13, ok nó về tài. Thì tiếp tục đấy là cầu này nó về tài, thì cầu sau nha, mình thử đánh bên từ đã, mình ra mình check cái quả cầu của nó cái đã. Ok, thì là 13 13 13 13 14 15 14 15 17, cầu này thì là xỉu, bóng xỉu, thế nhưng mà cũng không chắc được cầu này. Ok, thì mình cứ đánh tạm xỉu 4 triệu nha, còn đánh cho 5 triệu đi. Ok nha anh em, mình hủy đi thì mình, ok mình cho 3 triệu đi. Ok đánh nhá, 3 triệu tại vì mình không chắc kéo anh em, khi nào chúng ta chắc kéo chúng ta đánh mạnh tay nha. Đó, xỉu. Cái này không biết có về xỉu này. Có, mình game này thì mình đánh không chắc được tầm 50% rồi. Cái nào mà mình chắc kèo thì mình sẽ bắt cầu tốt ấy, thì mình sẽ đánh mạnh tay nha anh em nha. Anh em để ý những cái cầu đấy, những cái bóng cầu đấy anh em theo dõi thì anh em sẽ đánh theo. Thì lại được tầm 3-4 tay anh em lượn. Ok, về tài. Ok, 12 à. Cầu này 18 18, thì cầu này mình nghi là mình xỉu nha, xỉu, khả năng xỉu cao đấy, 7 7 80%. Ok, nếu như mà anh em nào chưa chắc kèo thì mình có thể săn lại cầu, soi lại cầu kỹ hơn, để ý kỹ hơn. Cầu này là 17 17 16 17 16. Ok, cầu này chắc tay xỉu nha anh em nha, quánh xỉu luôn. Cầu này 86 triệu đi. Quay về số vốn đấy thì mình sẽ cho em cách cho em tăng lên tầm 10 củ rồi. Tầm 10, 5 đến 10 củ nhé. Thế thôi. À, đánh thế là đẹp rồi, mình thấy là anh em ăn tầm 3-4 tay đẹp và anh em lượn nha. Tay cuối anh em ăn mạnh thì là lượn nha. Mình khuyên là không nên đánh sâu nha, đánh sâu thì dễ đi lắm. Ok. Thì xem về gì nào. Ồ, bóng đẹp, bóng đẹp. Ôi trời ơi. Xin luôn. Lọc về anh em. Lụm luôn nha. Ok, thì theo như cái cầu vừa lấy thì là xỉu đúng không? Xỉu, xỉu 4 này 9 9 13 13, xỉu đúng không? 13 xỉu. Cầu trước là 12 12 16 16, 18 18 18 18 13. Ok, cầu này mình nghĩ vẫn tiếp tục xỉu mạnh tay một tí anh em nha. 7 đến 80%, 80%, cầu này mình nghĩ là 80%. Đánh thì chúng ta cứ sao ta, bắt cầu chắc, công thức đấy, bóng đẹp đấy, là nhả mà là lụ, đơn giản đó. Thì mình sẽ nhả 5M bên xỉu nha, đánh có căn cứ thì mình cứ vã mạnh tay thôi. 5 triệu vẫn chẳng phải là mạnh, nhưng mà tôi nhiều anh em nó số vốn khá lớn. Ok, xem nào. Ui dồi ôi, lố luôn anh em ơi. Không sao, không sao, xỉu mất 5M coi như là mình nháp phát đi. Ok, 80%. Thì đôi khi công thức nó cũng có phát tạch anh em, nó không thể là đảm bảo được cái vấn đề là anh em ăn được hết. 20% thì vẫn tạch được nha, 20% ăn thì vẫn tạch. Ok, thì phát cuối này, phát cuối này, phát chốt này, khả năng mình sẽ chỉ đánh 4-5 tay thôi. Phát cuối này mình ghi là nó vẫn theo thằng xỉu nha. Xem cầu nào. Cầu là 4 4 4 13 17, xỉu nha anh em nha. Đây xỉu nha. Xỉu, xỉu lượn luôn này. Xỉu. Đánh mạnh tay luôn anh em ơi. Cầu này chúng ta bắt buộc phải đánh mạnh tay một tí, tại vì là phát cuối, phát chốt. Ok. Mình dã bên tay xỉu nha. Xem phát cuối 10M có lên không. Wow.
Ôi bóng đẹp luôn anh em ơi. Xin nhẹ. Ok nhá. Thì đấy, cái format đánh cái cầu đấy thì anh em có thể theo dõi và tham khảo thêm cái cách đánh này. Ok, thì link của app cũng như của website thì mình để dưới phần mô tả video. Cảm ơn, bye anh em nhé.